trung tâm khuyến nông tỉnh hải dương vừa đánh giá kết quả xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ sinh sản và thỏ thương phẩm thuộc dự án nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thỏ new zealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh hải dương Mô hình được triển khai trên địa bàn các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành, Nam Sách, thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh với hai mô hình nuôi thỏ New Zealand sinh sản và thương phẩm. Trong đó mô hình nuôi thỏ sinh sản có quy mô 3.600 con thỏ bố mẹ được nuôi theo phương thức bán công nghiệp. Tỷ lệ sống thỏ con đạt từ 95 đến 98% với giá bán 90.000 đồng 1 kg. Người nuôi thu lãi từ 5 đến 6 triệu đồng trên 100 con thỏ. Đối với mô hình nuôi thỏ thương phẩm, toàn bộ đàn thỏ được nuôi theo hình thức công nghiệp hoàn toàn. Tỷ lệ nuôi sống đạt 97%. Sau 4 tháng tuổi, khối lượng thỏ trung bình 2,6 kg mỗi con, với giá 90.000 đồng 1 kg, trung bình 100 con thỏ, người nuôi lãi 4 triệu đồng. Với kết quả đạt được, các hộ tham gia mô hình đề nghị quan tâm phát triển kinh tế trang trại từ chăn nuôi thỏ sinh sản, thỏ thương phẩm, thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn giống vật nuôi mới, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.